À, kính thưa quý vị, chúng tôi gửi lời chào mừng đến tất cả mọi người đã đến ngày Catholic tuần này. Để bắt đầu chương trình khai mạc, chúng tôi xin mời quý vị đứng lên nghiêm chỉnh chào quốc kỳ. Quốc ca Việt Nam Cộng Hòa. Quân thành công.
giờ từng đoàn người vượt qua biên giới quyết như đâu đó chiếm chiến công ngang trời. Giờ từng đoàn người vượt qua biên giới quyết chiến thắng đi không ai tìm xác rơi. Lúc đất nước muôn bao người còn thân yêu ra đi, hồi kia tâm thần làm gì? Giờ thấy một lòng vượt trên đường gió quyết chiến thắng, nhớ lấy phút giây tử ly. Ta là đàn chim bay trên cao xanh, khi nhìn quay quay như tình thần ta. Đôi cánh tung hoành vượt trên mây xanh, ta là tình cầu bay trong đêm trăng. Đây đó hồ nước ơi, mong quân Việt Nam nước trên ngàn mây gió. Ôi không quân danh tiếng muôn đời, nhìn xa thì trường Việt Nam không quân ra đi cánh bay giật trời. Giờ từng đoàn người vượt qua biên giới quyết chiến đấu, có chiếc chiến công ngang trời. Giờ từng người vượt qua biên giới quyết chiến thắng, thì không ai tìm xác rơi. Lúc đất nước muôn bằng người còn thân yêu ra đi, hồi kia tâm thần làm gì? Nhớ lấy phút giây tử ly. Ta là đàn chim bay trên cao xanh, khi nhìn qua qua những tình thành ta. Đôi cánh tung hoành vượt trên mây xanh, ta là tình cầu bay trong đêm trăng. Đây đó hồ nước ơi, yêu quân Việt Nam đứng trên ngàn mây gió. Chúng tôi xin kính mời anh Lê Văn Sáu, hội trưởng hội Ái hữu Phúc Vương Kiền Trung các Phật nha sẽ lên chào mừng quý vị. Kính chào quý nhân trưởng, các chiến hữu quân quân và bạn hữu. Theo như thường lệ thì hàng năm quân quân của chúng ta có một buổi picnic. Mục đích picnic là chúng ta họp lại nhau để hàn huyên tâm sự, nói cho nhau nghe, hát cho nhau nghe, và chúng ta có một cái bữa ăn ngon miệng. Kính chúc quý vị có một bữa ăn thật là ngon miệng và có một ngày thật là vui để ngày mai nối tiếp một ngày làm việc. Xin cảm ơn tất cả quý vị đã đến đây tham dự ngày công quân, ngày hội ngộ công quân, ngày tiếp biết công quân. Và cảm ơn tất cả quý vị ở xa đã có dịp đến đây để thưởng thức mùa nắng ấm của Cali. Xin cảm ơn tất cả. Chương trình phóng ngày hôm nay sẽ anh Lê Kim Cương, một công quân Lê Kim Cương và bạn văn nghệ của hội Ái hữu Phúc ta sẽ lên điều khiển chương trình văn nghệ. Chúng ta cho một tràng pháo tay thật lớn cho anh Lê Kim Cương. Quý vị đến gác lại và lấy các món ăn, hy vọng các món ăn sẽ làm vừa hài lòng tất cả quý vị.
Thank you.
Người đi về đâu ngàn lối,
và hoa chiều mai xót xa cho lòng tê tái. Vườn đời nó xa chiều thu răng nơi cô đơn, nghe lá hoa sợ chưa cài mà bao chiều phải về đâu, mà giờ cùng cho biết nhau nhắc chi cho lòng đớn đau. Người đi về đâu ngàn tối, mà hoa chiều lúc mai xót xa cho lòng tê tái. Gặp người mưa người nó xa, chiều thu tắm lưới cô đơn, nghe lá cầu chúc mà bao chiều. Xin một cặp tay cho ca sĩ Viết Đàn và một ca sĩ của Không Quân. Xin mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm một tiếng hát của ca sĩ Quỳnh Trâm của Không Quân, và sau đó thì xin anh Trần Quang chuẩn bị. Quê